gì từ đây thôi. Xanh kiểu này không có con gì chết cho Ti Ti ăn đâu. Không xanh quá chuyên nghiệp sao chết được. Ti Ti có đói bụng thì cũng phải chịu nha. Ti Ti phải chịu đựng nha. Bồ Tát Như Ý các tường đợi nha. Đợi cho tụi em hoàn thành nhiệm vụ nha. Đi phóng sanh ngao chuyến này có nhiều kinh nghiệm, để cho những ai thích làm giải cứu động vật giống Tây Ôn thì bắt chước nha. Rồi tụi em nghỉ ngơi đây, cứ đợi như vậy đó, khoảng tiếng nửa tiếng người ta sẽ kéo lưới lên. Từ 20 phút cho tới 1 tiếng đồng hồ. Dạ. Làm một dốc đi Tây Tây.